mày nín cho tao liền, tao quýt cái bóp cái miệng mày, xé cái bóp tao không? Chuyện dữ mà bà chó chỉ đợi theo chuyện ấy như mày đó. Sao mà không như gặp hoài vậy trời? Chắc ưa bên đó. Thấy ta mặc đồ hồng, mặc đồ thấy màu hồng đó là cái màu hồng nước dòng. Ồ, cái màu hồng người ta hồng sang là phải là hồng sen. Nó phải rực rỡ như vậy nè. Sang chưa? Sang hay là sang chắc người ta đồ có biết cảm giác mẹ. Người ta biết đó, người ta giữ thân giữ mình để sau này người ta có chồng. Chứ đỡ giữ thân giữ mình sau này không ai lấy. Rồi có chồng giữ chưa? Trời ơi, Phương không, ơi không biết Phương ơi, đó. Liễu xin phép cười 1/10. Ê, xin lỗi bé nha. Buông đôi giày đó là sao, bằng chân này có 1m71 nha bé Diêm. Trời ơi, còn bên này 1m74. Có 3 thằng à. 3 thằng đâu có sang hơn được nhiêu đâu. Chừng nào mà sang như chị hay nói chuyện á. Sang dữ, sang chấn tâm lý. Đồ chân nghĩa. Trời ơi, nhìn lại giò mình đi ha. Trời ơi, đàn bà con gái thì có chân lông không. Trời ơi, ta có tiền thì chị lông mấy hồi. Trời. Con Vương Nguyễn Mến chứ ai. Thấm nào mà nhớ nó ghét mà nội ơi. Trời ơi, bị tao nói nghe, sữa banh chảy nước mắt. Gặp nó là từ đầu cái đuôi sữa rồi. Cái mồi nha, cái mặt nó bơm chuyên cơ cho nó, mặt nó bơm hóa bình thường cho má. Nó bơm gọi là bơm khí xe hơi mà đúng không? Cái mặt tình hình như con cóc sữa ấy. Thôi con gì ta, thấy con gì con gì vậy? Con Ánh Hương. Ờ, cái mặt kia là như con Ánh Hương vậy đó má. Vậy mà là như mình đẹp. Trái tuổi cũng 38 tuổi rồi mà không biết lượng sức mình, cũng không biết hình hiểm mình là trẻ trâu. À, nhẹ nhàng thuộc nữ công chúa đó má. Con nhỏ đó hả, con nhỏ là công công. Nếu mà con công công mà đã trong người má kia. Ơi. Đúng mà người ta nhốt có lợi xong người ta cho ăn hàng ngày á. Cái nết vậy đó má, cái nết đi đâu cũng yêu điệu thuộc nữ quân tử háo cậu cho má làm như mình đẹp nhất vậy đó. Trời ơi trời. Mấy má hay đó xấu người ta. Quay. Yeah, nó đẹp nhất. Xin lỗi nghe cả cái tay nậy này á. Chị mà không đẹp thì nói đừng có hồng đẹp hơn chị. Thôi đi má ơi, đi mở đi ra đi đâu hả? Mở miệng ra trời tôi quen tàu hả? Mấy anh diễn viên, mấy anh model, mấy anh Tam Vương body. Cái gì? Trời. Nó hả? Ừ. Nó mà quen được diễn viên, nó mà nó quen được diễn tưởng đó má. Diễn tưởng là diễn tưởng là nằm mơ ngủ quá. À, diễn tưởng khoa học quá ha. Trời ơi má nó dữ lắm má ơi, chứ không phải đâu. Còn mới làm cái tóc thì má xui người na lắm má, làm cái tóc nha. Ừ. Nó mua qua thú địch á, chứ qua hồi nó trời trời. Mày đâu nói mình là nhất hết trơn á mẹ. Thầy má nãy diện cây hồng á. Vậy diện cây hồng. Nguyên một cây màu hồng luôn. Một cây hồng giờ nghĩ sao vậy trời. Ai không được, nó nói cái đậm nó làm thiết kế đó mà. Có. Cái gì? Nó nói cái đậm nó làm thiết kế. Nó có tiền để mua được làm thiết kế hả? Trời ơi trời, tao thấy nhà chủ nhà xin nợ tới nhà rồi. Muốn tuột cái quần luôn mà đặt ra đường đổ nổ, đăng lên trên mạng khe phay khoe đồ để chữa lành, đồ chữa ơn đồ. Thiếu nợ thì ngập đầu mà đi chữa lành. Mất kéo. Bữa thì nó mang cống rồi đó, có tiền trả cho tao đâu. Ôi má ơi, không phải gì đâu má ơi. Của tôi năm trước tôi đãi, năm trước tôi đãi là đâu là như là 28 mâm. Trời ơi má ơi, má nói sinh nhật của má là nói gì nữa, sinh nhật của má là lớn cho hết trơn nguyên cái xóm miễu này gọi. Thì coi cái gì? Chơi rồi, đặt ra đường gặp tiền mà cái ghét nó mà không người gặp hoài. Cái con thì cái mua khách đời không thiện không má ơi, còn khách của bả chỗ leo ngoe mấy người à. Thì bà vậy? Không người, nói chung là không người nó sẽ nào chứ. Thì đó, nó chơi với người mẫu Nam Dương cho cố vô tới cuối cùng. Cái gì? Chơi với ai? Đi đâu? Chơi với ai? Người mẫu Nam Dương rồi này. Trời ơi, nó có nó chơi với người mẫu á. Nha. Ôi má ơi. Chứ người mẫu. Rồi sao hồi nãy nó đụng cái nó chơi khen đủ điều vậy đó hả? Mấy cúp cái tông già, mến đa đó má. Ừ, da khăn, da khăn. Thì giờ này mến ít nhăn dữ lắm má, không quá. Cũng mới gặp luôn hả? Ừ. Sáng chị mới gặp nó đó chứ đã. Trời ơi, nó xấu má quá trời luôn má. Trời con không bao giờ mà nói tốt ra đâu mà. Cái chân gì? Cái chân dài sọc mà mặt cái đầm cho nó phùng ra nhà máy vậy, cái đầm bù vậy đó. Đây rồi chị, cái ghế xích xích lại tôi lấy ghế tôi ngồi cho cái ai mà đây mà ờ, chịu quá đâu mà cái thứ hư thăng mắt nết đó có bầu trộm hả ai biết chừng. Cái ngày là má rồi xong mới chê bà nữa, nói bà làm ha makeup gì bút makeup của ông Bin là 150 mới sinh nhật bà đó. Ôi 150 cũng được rồi chứ muốn nhưng mà má chơi. Nó chơi là bà nội này makeup già. Trời đất ơi. Mà thấy makeup đẹp mà tự nhiên như vậy. Sao nữa trời. Chị biết chưa hết rồi. Ganh tị với chị hiểu không? Ganh tị gì? Ganh tị là đúng rồi, chị đẹp hơn nó rồi, tao thấy không? Ganh tị chị. Phải rồi, ta hỏi. Ừ, bà nói đẹp. Nó rồi nó nói với mày hay gì? Chứ có nói với ai má? Rồi nó nói gì vậy đó má? Nó thấy đẹp đâu xù lên như cái gì vậy đó. Tại vì nó không đẹp được, nó uống không được cho nó vậy thôi. Rồi mặc cái đầm nữa, cái đầm mà không biết mua chợ bà chịu hay sao mà mua cái đầm, nó nói cái đầm thiết kế. Nó gì đó. Ừ,
nói xấu bà nội này đủ đường hết trơn má. Má con nhỏ này tao có đạp đuôi nó đâu mà nó nói xấu tao dữ gì trời. Nói xấu bà đủ đường hết trơn á má ơi. Tôi nói bà, người đi đâu mà nói xấu tao kiểu này hoài là tao tới công chuyện với tao đó. Nhưng mà biết sao không? Người ta không hơn mình hình ra tao mới nói xấu bà đúng không? Đúng không? Con người rất kỳ cục vậy đúng không? Đừng có chị em. Ngồi ghế gì đó mỗi chân ngồi trời ngồi ơi, đi. Ngồi đi. Chị bố em thì giờ đến chiều rồi đó Vin ơi. Làm móng xong á, gọi đầu cho chị rồi. Rồi xong á chị điện trước em đó. Nhớ không? Ba nói mày lợi á, mày lợi là làm móng nên mày đặt Vin tới chiều cũng không cần làm móng mày. Ôi em ơi, móng tay cay gì mà làm chi chứ nó gì lâu lắc. Chị ý là khách mà. Thì em cũng phải làm. Thôi gọi đầu đi để hơi bắt công rồi tóc hơi cho nó thẳng đi để nó quắn quắn đó. Người ta nói mình đó hả cái đầu tóc quắn như mì cơm. Em làm xong rồi cái em nhớ gọi đầu sạch sẽ em nha. Chứ thôi cái đầu 8 tháng chưa gọi nhìn nó thì không là trời cái đầu sao gì được cái 8 tháng chưa gọi. Đẹp đẹp á để thôi người ta nói trang điểm già và chăm gửi nha em. Thôi ơi chăm gửi còn mai nó mới đó gì chăm gì giảm nữa không chừng. Bây giờ lại cho chị đi nhiêu tiền cũng trả trơn á. Trời ơi, trời sang quá. 2 triệu. 2 triệu lận gì á má. Cái đó là mặc cái đầm như đầm bầu gì đó, giọng nước gái hư không hết. Trời ơi, tao nói rồi, có bầu đỡ hơn những người mà không có bầu, muốn có bầu cũng không được. Thôi em ơi làm cho chị đẹp đẹp đi để thôi chị có người yêu để thôi cái đó chị ế em ơi. Gắn làm cho đẹp em nha, dậm nhiều nhiều vô. Không biết cái đường mà gọi là đường mương ống cống đó nó lượn nó lộ ra một cái. Nhìn vô thấy ghê gì chứ mà nó ma lắm ơi. Đây nhỏ kia nhỏ đây. Gì? Từ nãy giờ làm gì? Làm gì đâu? Nói chuyện, gian tâm sự này chứ đâu nó. Tâm danh này. Quay. Chị em tâm sự với gì mà tâm tâm bị thóc chập bị gạo. Ta thấy mà gió chi nào mà theo chị đó mày còn hơn đừng cái rộng dừa nó má gió nó quặt qua đây cái gió nó lật ngược bên kia có đâu trời thì nó nói xấu em là chị kể cho em nghe tao đó. Tao thấy nó xấu tao thấy mày làm cái miệng hồi nãy thì em nói xấu bà này luôn. Tao không có nói xấu, tao muốn cái gì là tao nói trước mặt đó à. Đúng rồi mắc gì sợ, nó muốn cái gì trời, đó mà sợ đâu. Sợ đâu mà phải đâm bị thóc chặt bị gạo mày đi qua bên này. Nó đâu trời, thì nãy mày chê tao bỏ gàng là mày chích bên xe ba già mới bắt cúp già tao. Sao tao nói vậy? Chị đó đó chị nói tao vậy đó. Tao nói sau lưng đâu. Tao nói tao bị bình thường. Thì nãy sao mày không nói? Nó chạy qua đây nó nói với tao là mày nói với tao cái này thế kia tóc hả uống xăng lọn giờ. Thì đúng rồi nãy nó nói mày quá trời quá đó, chị học là cho em thôi, chị có biết gì đâu. Nó nói tụi là tụi tao á là không bằng mặt cũng không bằng lòng luôn, còn đỡ hơn cái dòng mình như mày là bằng mặt không bằng lòng đó. Cái dòng như mày mà có mua mà đem bên gừng á mà cho mũi chích mày xong rồi đem mày xuống biển cho cái dòi táp mày. Chuyện dữ mà bà chó chị đợi theo chị nói như mày. Nói đâu, chuyện nhiều chị mới nói thôi. Phóng em nói nó, phóng sinh nó là tội nghiệp thiên hạ lắm. Cái dòng này là phải nhốt trong chuồng. Quá trời quá cái miệng hà đang bán gái cái miệng quá trời nha. Thôi tôi không nói nữa. Biết tại sao không có bầu không? Biết tại sao không có bầu không? Tại cái miệng mày đó. Tao có bầu kệ tao mày. Trời ơi trời, làm một con sứ xong làm lên đất vậy mẹ. Ủa tao có quen người mẫu hay là hoa hậu gì chuyện đó chuyện của tao. Mắc mới gì chứ tao mày mà phải đi học như này còn kia. Mày nín cho tao liền, tao quýt cái bóp một cái miệng mày xéo cái bóp tao không? Thì thôi, nó nói thôi. Làm gì ghê trời. Bà làm đi nghe cái tiệm tôi nha. Mẹ tôi đi má ơi, má cái gỗ cái ghê thì nói nghe nè, thôi nói nghe nè, bước ra nó nghe cái mập thì tôi lên xe nó té được không? Tao thấy mày đừng đi thăm mấy viện nữa nha, còn đâu đi cái gái kiếm tiền đi để dành tiền đi thăm mấy viện hút cái nết ra. Ừ le lên nha, cái nết mà chảy cái bụng rồi kìa. Không có cái máy nào mà chị chữa cho mày đẹp hết trơn á. Đi đừng nghe thấy mặt nữa, lấy cái vũ bự bự anh vũ lại hai cái nết, cái vũ cái nết của má mày á bé ngủ ghê vậy trời. Tự nhiên lại chửi mình trời. Cái bái vậy? Ui tao nói cho mày nghe nghe mượn tiền không trả hết kìa. Tối là thì nguồn chuyện hỏi cái mượn tiền tới bây giờ không trả. Biết sao không đi ngồi ăn hủ tiếu em thấy mình ăn hủ tiếu có xài vô rồi nói chuyện hỏi cái nó xấu người này người kia xấu cái chuyện trái. Nói tôi làm có gì chuyện má, có sao tôi nói vậy nè. Má con đó. Hôm bữa tự nhiên bóng ở đây phải làm ống má xong cái tự nhiên.